Hello hello mọi người, hôm nay Vân sẽ giới thiệu với mọi người là một ca lâm sàng điều trị rất là thành công bởi bác sĩ chuyên khoa 1 Minh Vũ Hoàng Tuấn. Mời các bạn đón xem. Rồi, xin chào các bạn ha. Hôm nay mình sẽ đến với ca lâm sàng của bạn Hương. Thì bạn Hương trước đây đã điều trị được một lần điều trị sẹo với phòng khám. Đây là những cái sẹo đáy vuông ha. Thì hiện tại đối chiếu cho em về mặt da đó thì mình thấy nó lên nhiều. Đây những cái sẹo đáy vuông, còn những cái sẹo đáy nhọn á, những cái chấm li ti như cái đầu tâm trên bề mặt á, thì đối với cái sẹo này so với những cái loại sẹo khác thì sẹo đáy nhọn nó sẽ đáp ứng chậm hơn, nên sẽ cần thời gian hơn chút xíu. Ngoài ra thì như các bạn nhìn thấy bề mặt da này trước khi điều trị là bề mặt da rất là gồ ghề, lồi lõm, mấy cái vết sẹo li ti đại rác rất nhiều. Và so với da hôm nay thì tình trạng đó được cải thiện khá là rõ. Ngoài ra còn một vấn đề nữa, đó là tình trạng lỗ chân lông to. Lỗ chân lông to của bạn tập trung ở hai bên cánh mũi cũng khá là nhiều. Và so với hôm nay thì tình trạng này cũng đã được cải thiện rõ rệt. Bên đây thì các bạn cũng có thể nhìn thấy là những cái vết sẹo lớn á, những cái vết sẹo đáy vuông, đáy tròn lớn thì sẽ nhiều hơn là má phải. Và so với trên này, đây những cái vết sẹo lớn nè, thì nó cũng cải thiện khá là rõ. Mặc dù chỉ mới một lần điều trị, đây đúng rồi, đúng rồi, mới mất một lần điều trị thôi. Và ở trên này nữa nè, đây trên này so với trên má thì cũng cải thiện khá là nhiều. Và còn một cái vùng sẹo nữa là sẹo vùng thái dương, đây so với trên đây thì cũng cải thiện tương đối ổn rồi. Mặc dù chỉ mới một lần thôi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với lần hai. Đợt trước là mặc dù chưa có VIP kèm theo nhưng mà hiệu quả cũng khá là ổn. Và hôm nay bạn muốn đầu tư hơn nữa, bạn làm luôn VIP nên hy vọng hiệu quả sẽ cao hơn. Và em thấy là cái nền da lúc trước là cũng có li ti mụn đúng không bác? Đúng rồi, cũng có li ti mụn chút xíu. Thì đối với những cái nền da này á thì chúng ta sẽ có thể kết hợp điều chỉnh cái chế độ chăm sóc da một chút xíu để cải thiện cái tình trạng mụn ẩn luôn. Và sau khi da hồi phục xong thì mình sẽ kết hợp những cái sản phẩm ngăn ngừa cái mụn ẩn này cho bạn luôn. Chỉ mới một lần điều trị thôi mà chẩn vía là cơ địa bạn cũng là đáp ứng tốt, nên là mọi người khi mà có những cái tình trạng sẹo tương tự với bạn này, hoặc là mình còn cái tình trạng mụn ở mức độ nhẹ thôi, thì mình cứ đến khám tư vấn với lại bác sĩ Tuấn để tìm ra được những cái phương pháp điều trị phù hợp nhất với từng loại da. Em biết đến phòng khám là bằng cách nào em ha? Dạ, em được bạn giới thiệu, tại bạn em cũng điều trị ở đây được 4 lần rồi. Em có đánh giá gì về đội ngũ bác sĩ cũng như là kỹ thuật viên? Dạ, em thấy mọi người rất là nhiệt tình, chu đáo nha. Chào các bạn, hẹn gặp lại ở các clip sau nha.